Nhà anh có cái cây thuốc gì mà bảo là uống có con đấy nhỉ? Cái cây thuốc đây đấy, cái cây thuốc là chỉ ở Điện Biên làm bảo. Thế buổi sáng thì là mấy giờ dậy? Là dậy mường nhất là năng. Về nhà của anh Apá thì cái phần cửa thì thiết kế là nó... Anh đi như thế thì vợ anh có nói anh là đi giúp anh Hải nhiều quá không? Nó có bao giờ nói không? Hôm nay là vợ anh đi đâu hả anh Báo? Đây, anh gắn mic vào nói chuyện cho gió. Đi cùng họ gắn lúa. Vâng. Cháu Quyền xin chào các bác. Chào các bác nha. Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Quyền Điển TV. Các thân mến, hiện tại thì cháu Quyền cùng với cả anh Báo là đang lên trên nhà cũ của anh Báo. Vâng. Đây là nhà của anh Dế này. Vâng. Cái nhà của anh Dế thì là rất là sộc sạch, xuống cấp lắm rồi. Ừ. Thì là anh Báo anh có bảo là bây giờ anh sẽ chuyển xuống nhà mới để ở. Vâng. Và cái ngôi nhà này thì anh Dế sẽ không ở nữa. Vâng. Anh Dế sẽ lên trên nhà cũ của anh Báo ở trên. Vâng. Này để ở. Vâng. Đấy. Hai anh em thì ở rất là gần nhau thôi các bác. Hôm nay là anh Dế đi đâu hả à? Anh Báo? Thế là sáng nay nó cũng ở nhà mà. Thế nhà. Nó đi đâu không biết. Xe vẫn ở nhà mà. Xe đúng ở nhà, sáng nay nó đi chở đây. À đấy. Ừ. Nhà của anh Dế thì đang có cái tổ ong. Đấy, mà ong này thì là ở gần nhà thôi nhưng mà để ở nhà để không bị ai trộm ấy. Là con ong là sẽ đi ra ngoài nương để hút cái, những cái phấn hoa ở trên nương về. Đấy, không phải nuôi bằng đường gì đâu. Anh Báo thì là vẫn đang ở trên nhà cũ. Chưa di chuyển xuống. Cháu ra chú. Rồi, thích thấu đi đâu làm gì ấy? Cháu đi. Cháu có ăn kẹo không? Hả? Có. Đây. Xin ạ. Cháu xin. Cháu xin. Cháu xin. Rồi. Này, con chào các ông các bà đi. Con chào các ông các bà. Nhìn lên trên này. Con chào các ông các bà. Cháu tên là gì nhỉ? Liêm. Cháu tên là Liêm á? Liêm. Liêm. Đúng. Đây là con gái của anh Hải, của Trân đấy các bác. Đây, này, ăn kẹo này. Em xin. Rồi. Đi học nhá, đi học ngoan nhá. Giờ này là hình như là lâu không lên đây ở rồi sao, nên là cái đường các thứ rất là rậm rạp rồi. Ngày trước là khi mà mới đầu anh em cháu lên trên này chia sẻ lúc mà anh Hải còn ở đây ấy các bác, là ở đây rất là sạch sẽ, gọn gàng. Nhà anh có cái cây thuốc gì mà bảo cái... là uống có con đấy nhỉ? Cái cây thuốc đây đấy, cái cây thuốc là chỉ ở Điện Biên làm bảo mình chưa hãy uống đấy. Cây đây mình. Đâu? Thấy cây nào? Cái cây đây, cái cây to đây đấy. Cây này là uống là biết có con đúng không? Vâng, cái cây đấy. Ai mà hiến muộn các thứ ấy là cái cây đấy. Uống cái loại cây này, uống thuốc cây này. Vâng. Thế ngày xưa anh có phải là uống cái này không? Uống chứ. Uống à? Dạ. Là cái lá không phải cái lá đâu. Đâu? Lá đây. Lá là như này đúng không? Ừ, đấy. Cô bác ạ, à, đợt trước thì anh Báo là cũng lấy vợ là 10 năm rồi. Thì là vẫn chưa có con. Thế là ở trên xã Xin Mần ấy, là có một bác là cũng biết nhặt thuốc nam. Thế là đi, anh đi lấy của nhà bác đấy về trồng chứ đúng không? Không, mình lấy đi... Giá chích cà đi, về trồng thôi. À, về trồng là anh tự lấy cái này ra để anh sang uống. Vâng. Là mới bắt đầu là có em bé đến giờ đúng không? Vâng. Đấy. Xong là cô ấy bảo là lấy cái này đun cho anh Hải uống à? Vâng, cái này uống. À. Ui dạ, ở đây có cái vườn mía đẹp thế. Đấy, đây là con trâu của nhà anh Báo rồi các bác. Wow. Con trâu này thì là đợt trước anh cũng bán đi một lần thì được các bác là chuộc lại để cho anh ấy có cái tài sản đi cày. Hay bây giờ đi cày rồi là đi bừa các thứ ấy. Con trâu này là người bạn đồng hành cùng với cả anh Báo. Vâng.
Anh ấy gầy quá không dám sử dụng mấy cây. Vâng. Với cả mấy cây là nguy hiểm quá, bị anh Hải anh ấy dính một lần rồi, bây giờ là không dám sử dụng. Thế là anh sẽ cầy bằng con trâu thôi. Mặc dù hơi chậm nhưng mà an toàn hơn một chút. Có một con trâu duy nhất nhưng mà anh Báo anh cũng bán đi để lấy tiền góp vào làm nhà cho người em của mình. Đấy, chỗ này là đợt trước là anh Hải là anh ngủ đây này. Bây giờ là chuyển xuống đây rồi. Nhà của anh Báo thì vẫn đỡ hơn là nhà của anh Dế một chút. Đấy, anh Dế, anh Cả ấy các bác, là vẫn đỡ hơn một chút. Đây, chỗ ngủ đợt trước anh Báo, anh Hải anh ngủ đây này. Quần áo các thứ bây giờ anh vẫn treo ở đây. Người đi. Nhà trồng được nhiều ngô không? Chưa là bán thế rồi. Bán á? Không bán. Sao lại bán đi? Không có tiền mà. Ồ. Còn... Đúng. À được bằng này à? Còn có bằng này nữa à? Có bằng này rồi, cái dưới đây cũng còn 6-7 bao. Thế là cũng được ít thôi nhỉ? Chả được nhiều mấy đâu. Mình cũng bán 3-4-500 cân rồi. À, hơn 500 cân rồi á? Bà khóa cũng bị lấy rồi. À, bán bao nhiêu một cân anh? 8.000 thôi. 8.000 à? Vâng. Ôi, rẻ thế nhỉ? Nếu bạn là không có tiền này thì bán một tí. Đấy. Vợ anh thì là đi hộ người ta gặt lúa rồi nhỉ? Sáng nay nó bận, nó đi hộ người ta chứ, nó đi đâu. Thế còn anh thì bây giờ là đi đâu làm gì? Chắc là đi vá... Vác rơm. Rơm đây. À. Mình đi vác rơm. Nhà anh thì gạt hết rồi. Gạt hết rồi. À, bây giờ là đi vác rơm. Vâng. Để về cho con trâu ăn đúng không? Vâng. Đấy, đi xem con lợn nhà anh tí xem nào. Không có con lợn ấy, con lợn cứng. Còn mấy con? Còn 2 con đây. 2 con à? Ui, trước có 6 con mà nhỉ? Trước là có 6 con rồi, bán đi 3 con. Bán đi à? Bán rồi. À, ui à, to nhanh phết đấy chứ. Không to đâu. Nhờ. Không to đâu. Con nhìn thế thôi nhưng mà to nhanh phết đấy. Còn hai con này được trước là cái chuồng này sắp đầy mà 6 con. Thế là mổ nhà anh Hải là mổ cho lúc mà có người về hộ ấy là mổ một con. Đấy. Bây giờ là còn 2 con thôi. Thế là bán đi 3 con rồi nhỉ? Bên này là con lợn cái. Lợn cái cũng có quăng này, cũng có nhãn đệ. À đang đẻ đúng không? Nhãn đệ. Đấy. Anh Báo rất là chăm chỉ, các bác ạ, ở nhà ấy thì là nuôi trâu, nuôi lợn, nuôi gà, đi làm mọi thứ. Từ nhà của anh Hải đến nhà của mình ấy, thì đều là anh Báo anh làm hết. Bây giờ là anh em mình sẽ đi vác rơm nhá. Em thấy nhà anh ít gạo nhỉ, ít thóc nhỉ? Ừ, ít thóc này. Thóc cũng... được bao nhiêu bao? Được bằng này đấy à? Ừ, ở dưới cũng còn 10 bao, nhà ở dưới đây. Ui thế thì hai nhà mà ăn bằng này thóc không đủ ăn đâu. Không đủ ăn đâu, cũng đi mua mà, bởi cũng bảo là có tiền cũng đi mua. Đây. Một năm là phải mua tầm mấy tạ mới đủ ấy nhỉ? Chắc là 500 cân đủ ấy. À, 5 tạ. 5 tạ đấy. Một năm phải mua 5 tạ thóc thì mới đủ ăn quanh năm được. Không là sẽ không đủ. Cái ở trên đấy không phải dễ thôi. Mình không phải của mình. Tại vì là anh Báo thì không phải là một mình anh ăn. Là còn phải nuôi con của anh Hải này, với cả nuôi anh Hải nữa. Đấy, cho nên là... Ôi, không đóng cửa à? Không đóng, đi một tí về. À. Đấy, bây giờ là lý do tại sao anh vẫn chưa chuyển xuống nhà mới ở ấy. Là ở dưới kia vẫn có chưa có tiền để làm cái chuồng trâu. Chưa chuyển được cái chuồng trâu này xuống. Và cái thứ hai nữa là cái chuồng lợn thì anh vẫn chưa làm được, chưa xây được. Cho nên là vẫn phải ở đây để lo cho con trâu với cả con lợn trước. Bây giờ thì cháu với cả anh Báo là sẽ đi vác rơm cô bác ạ, vác rơm để cho con trâu ăn. Vâng. Anh Báo ở nhà thì là có bao giờ anh được ngủ trưa không hả anh Báo? Không, không ngủ đâu. Không ngủ trưa bao giờ à? Không ngủ bao giờ. Thế là mình đi làm từ lúc mấy giờ? Sáng ấy. Sáng. Sáng dậy từ lúc mấy giờ? 7 giờ đi làm đến 11 giờ về ăn cơm xong đi làm. À, ăn cơm xong lại làm tiếp. Làm tiếp đi đến 5 giờ. 5 giờ chiều mới về. 5 giờ chiều về. Thế buổi sáng thì là mấy giờ dậy? Là dậy mường nhất là 5 giờ rồi. Úi dồi. Bình thường là toàn 4 giờ dậy à? Ừ, 4 giờ 4 rưỡi dậy đấy. 4 giờ 4 rưỡi dậy luôn. Vâng. Úi dồi. Đấy, nhà anh Dế cũng nuôi được mấy con ngan nhỉ? Vâng. Được mấy con ngan. Ui,
Tổ ong này nhiều con thế. Nhiều con. Ong này thì nó sẽ không đốt đâu. Mình không trêu nó không đốt. Nhà của anh Dế là lục sục nhất đấy. Mái ngói âm dương. Vẫn phong cách của ngày xưa. Ở đây này là mới có mấy con lợn thả rong này. Con lợn của mình mà đây. À lợn nhà anh à? Vâng. Ui dạ. Mấy con đấy? Bốn con. Bốn con to bằng này đấy á? Vâng. À ui dạ. Thế Tết là chắc cũng gần 20 cân đấy nhỉ? Vâng. À đây à? Ui dồi, lấy ra ngoài này đi anh. Cho sáng. Đấy, dám phủ mình nhá. À, ừ. Anh phơi được mấy ngày rồi? 4 ngày rồi. 4-5 ngày rồi. 4-5 ngày à? Mấy hôm nay trời nắng là nó khô nhanh nhỉ. Ô, đợt này anh lấy non hơn nhỉ? Non rồi. Ô, đợt này anh táo anh ấy lấy măng là non hơn nhiều đấy các bác này. Chết rồi. Sao hết rồi á? À? Chuẩn bị là hết mùa đấy nhỉ? Mùa. Thơm lắm. À, rất là mong các bác sẽ ủng hộ cho anh táo măng nứa khô này để anh ấy có thêm kinh phí bổ sung thêm vào làm nhà. Chứ bây giờ làm nhà thì sẽ phát sinh ra rất là nhiều cái. Nên là khi mà các bác ủng hộ thì anh táo anh ấy có thêm thu nhập mà từ đó thì cũng có thêm tiền để làm nhà. Rất là mong các bác sẽ ủng hộ về cái sản phẩm măng nứa khô của anh táo để có thể giúp một phần nào đấy cùng chung tay cùng với cả anh táo của bác ạ. Đấy, anh Hải là cố gắng giữ gìn sức khỏe anh Hải nhá. Đấy, bây giờ là cháu là cùng với anh Páo là di chuyển xuống đến nhà của anh Hải rồi. Thì sẽ di chuyển sang ruộng, anh Páo sẽ đi kia để làm việc. Vâng. Và cháu sẽ chia sẻ về cái công việc hàng ngày của anh Páo cho cô bác anh chị xem một chút. Hôm nay là bán được 50.000 à anh Hải ơi. Đấy. Anh Hải về đến nhà cái là có cái thu nhập luôn, là có gian hàng đây này. Chỗ này bán hết là được 5 triệu không? Thế đó, cái bến cờ đấy, cái mình nhìn ra mình đấy. À, ui, thế thì hơi ít nhỉ? Đấy, cái bác có chơi trên đó mà, bác chơi thì bán thịt gà. À, bán thịt gà ở đây là có thịt gà, kem ạ. Trong này có thịt gà, thịt lợn đấy nhỉ? À, hết thịt lợn là mình sẽ mua về để đây. À, đấy. Ngày trước là từ đi học là ăn cơm không. Vâng. Bây giờ là cũng kiếm được thêm thu nhập là con đi học là cũng mua được thịt đi cho con đi đến trường rồi đấy. Vâng. Đấy. Không mua được thì con của mọi người là đi học là được ăn thịt. Vâng. Nhưng mà con của mình lại chỉ ăn rau thôi. Vâng. Đây là ngôi nhà của anh A Páo này. Còn bên cạnh thì là ô nhà của anh A Hải. Bao giờ mới chuyển xuống đây ở anh Páo? Chắc là có kinh phí làm chuồng trâu, chuồng lợn xuống. À, có kinh phí làm chuồng trâu, chuồng lợn xong mới xuống đúng không? Mới xuống đây. Đấy, nhà của anh Páo thì là nhìn rất là thoáng luôn. Nhìn là cực kỳ là thoáng cao. Cái này là bắn cao hơn cho nên là rất là thoáng. Ở đây nhà anh ấy mưa có nước vào nhà không ấy? Có bị dột xuống không? Không. Không đâu đúng không? Không bị đâu. Đấy. Ngôi nhà của cô Xoan Bùi. À. Cô Xoan Bùi cùng tập thể các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm trên kênh YouTube Quyền Hiển TV tặng ngôi nhà cho anh A Páo ở xã Thèn Phàng vào ngày 24 tháng 9. Đấy thì người tài trợ chính là cô Xoan Bùi. Sau đó thì các cô khác như là cô Lưu A Mùi rồi là các bác khác nữa cũng cùng nhau ủng hộ đến ngôi nhà của anh A Páo. Đấy. Về nhà của anh A Páo thì cái phần cửa thì thiết kế là nó hiện đại hơn một chút. Đấy. Lúc nào anh quét nhà thì sẽ kéo cái này lên buộc ở đây. Điện đóm đầy đủ, rất là sáng đấy. Cửa sổ gì à? Lấy thóc về phơi ở nhà gì à? Mà chứ vừa lấy về phơi đây. À. Chứ trên không nắng nữa. Ở đây là mình còn chưa làm cái lò nữa nhỉ? Chưa làm đâu.
Đây là anh sẽ làm thêm cái lò vào đây. Cái lò ở đây để nhóm bếp củi, vâng, nấu cám lợn này. Ừ. Ở trên này thì là làm những cái gác như thế này để anh sẽ để ngô và phơi ở trên này các bác. Rất là xịn sò luôn. Đấy, trong này thì là cái nhà tắm, nhà vệ sinh. Anh ấy cũng chưa có lắp nước vào đây. Nước thì anh tá anh bảo là dùng chung với nhà của anh Hải. Lắp chung cái tách ở bên đấy. Rất là thoáng đấy, trong nhà thoáng mát. Điện ở trong phòng là bật đây đúng không? Đấy. Thế là hai phòng là chung một bóng luôn à? Hai phòng chung một bóng điện luôn đúng không? Vâng. Còn cửa sổ các thứ này. Rồi, đi. Ở đây là anh ấy làm ấy thì là cũng rút được cái kinh nghiệm là làm cái bậc nền nhà là cao hơn. Nhìn nó rất là thoáng các bác ạ. Ở đây là mình tự đổ nhỉ, bà con đến hộ mình đổ. Đổ một hai tiếng đổ xong. Nếu mà nhà của anh Báo mà có thêm kinh phí mà sơn vào nữa thì nhìn sẽ rất là đẹp luôn các bác. Ở đây thì cũng chỉ có kinh phí là đủ làm đến cái giai đoạn như thế này thôi. Thì không có kinh phí nữa cháu cũng không sơn được cho anh Báo nữa. Bây giờ anh ấy còn bảo là mấy nữa là đi Trung Quốc làm thuê thì là vợ ở nhà ấy thì là không có xe máy đưa con của anh Hải đi học và con của mình đi học thì anh bảo là sẽ đi mượn tiền ở đâu về để mua xe cho vợ để vợ ở nhà là đưa đón con đi học. Đấy, sau đó thì anh sẽ đi Trung Quốc để làm thuê. Đấy, sau này đi Trung Quốc làm thuê kiếm được tiền thì anh sẽ về anh giả tiền để đi mượn mua xe cho vợ sau. Đấy, một chiếc xe máy thì bây giờ mua là tầm bao nhiêu tiền anh Phá nhỉ? Chắc là 20 triệu đi. Tầm 20 triệu à? Vâng, với bảo là không có tiền này thì mua xe cũ cũng được mà. Không có tiền mua xe cũ nhưng hỏng nhanh. Vâng, xe cũ hỏng nhanh đây. Xe mới thì tầm 20 triệu đúng không? 20 triệu. 20 triệu ấy, một khả năng là anh phải đi làm tầm khoảng 3 tháng ở bên Trung Quốc. Chắc là 3 tháng đấy. 3 tháng ở bên Trung Quốc thì mới giả được. Mua cho vợ một con xe. Vâng. Vợ anh là đi xe được ấy, đúng không? Nó đi được mà, chứ nó còn đi đây. Chứ nó còn đi được, chứ là... Đấy. Anh Hải thì ở nhà là cũng không làm được cái việc gì nặng. Cho nên là anh chỉ ở nhà là khều những cái việc như này. Bán hàng tạp hóa với cả anh Báo đi nhặt cái hạt trầu về. Thì anh sẽ ở đây để anh khều ra. À, đây hộ ông này à? Một cân mới chỉ được 10.000 thôi, nhưng mà không phải tươi như này là bán được đâu các bác. Phải phơi khô thì mới bán được một cân là 10.000. Rồi bây giờ là anh đi làm việc thôi nhỉ? Anh Phá nhỉ? À, đi làm việc. Đi làm việc để chia sẻ cho các bác xem một chút là công việc hàng ngày của anh là sẽ làm những công việc gì. Thế là mấy nữa là định đi chỗ nào mượn tiền để mua xe cho vợ? Chắc là đi sang bố ngoại có không? Bố vợ à? Bố vợ đây. Bố vợ anh ở đâu? Dưới đây mà, dưới đoàn kia đây. Đoàn ngay đây đó? Ngay được à. Là đi mượn đúng không? Là mượn đi. Ở đây còn thừa nhiều cây nhỉ? Đây là nhiều cây đấy. Không ạ, mấy nữa rảnh lúc nào thì anh phải gác nó lên để xếp cẩn thận. Để sau này còn làm củi không nó ngấm vào đất ấy, mình đốt nó không cháy. Trồng trâu. Còn cái cây để làm trồng trâu nữa nhỉ? Trồng trâu nữa. Hy vọng là anh Pháo sẽ có duyên với cô bác anh chị là giúp đỡ anh được một cái cần câu cơm nữa, là một chiếc xe máy để cho vợ anh ấy đi lại thuận tiện, đưa con đi học, rồi là con của anh Hải nữa. Anh Hải thì khả năng là để mà tự đi xe máy được đi thì khả năng không được rồi. Nó không đi được rồi. Chân thì rất là yếu. Vâng.
Xe máy anh đâu? Bây giờ để đâu? Để về nhà cũ đi. Dậy từ lúc 5 giờ sáng nhỉ? Vâng, 5 giờ sáng. 5 giờ sáng. Nhưng mà buổi tối thì anh ở trên này là ngủ sớm lắm nhỉ? Vâng. Mấy giờ ngủ vào buổi tối? 8 rưỡi 9 giờ. À, 8 giờ đã ngủ rồi. Ừ, 8 giờ 9 giờ ngủ rồi. Đây là cái hung thủ làm chân của anh Hải bị như thế này. Vâng. Cái máy cày này. Vâng. Máy cày này bây giờ còn nổ không à anh Pháo? Nổ chứ. Vẫn nổ à? Vâng. Đấy, cái này là cái đợt xuống đi cày cùng với cả vợ ấy thì là hai vợ chồng. Anh Pháo anh Hải thì là ở đằng trước này. Kéo này. Đấy, cầm như này kéo. Vâng. Kéo lên. Thế là vợ thì ở đằng sau kia. Vâng. Cầm hai cái tay cầm ấy. Vâng. Ở đằng sau giữ xong là kéo lên là bị cuốn vào cái ống quần hay sao ấy nhỉ? Vâng. Xong ấy bắt đầu cuốn vào thịt là coi như là thịt nát hết. Vâng. Đấy. Máy cày thì vẫn chưa sao. Ừ, chưa sao rồi. Còn cái lưới cày băm thịt kia là bán rồi à? Máy cày này không phải máy cày quấn hải đâu, máy cày quấn hải là anh ở dưới mượn đi cày. Anh ở dưới kia mượn đi rồi. Vâng, mượn đi cày đây. Thế cái này của ai? Cái này của anh ở kia đây. Ừ. Ừ, không phải cái này. Còn cái lưới kia vẫn phải ở đây nhỉ? Cái lưới kia nó vẫn mang đi hết. Ừ, hôm nọ thấy có ở nhà cũ này này. Đấy. Anh đi lấy rơm này về. Vâng, lấy đây. Đi vác rơm này về để cho con trâu. Cho cháu ăn đây. Chiều nào là anh cũng đi làm như thế này đúng không? Ừ, chiều nào cũng đi làm thế. Có bao giờ anh ở nhà nghỉ ngơi một chút nào không? Không à? Ừ. Đi làm suốt ngày mà. Hôm nào cũng đi làm suốt đúng không? Vâng. Quả ổi. Ui, cứng ngắc. Dưới đây có nhiều mà. Đây, ngôi nhà cũ của anh Hải đây. Nọ tháo cái cây trống đi, cây gỗ đi. Để anh em báo anh ấy làm cái nhà bếp. Ruộng nhà mình đây à? Vâng, nhà mình. Ruộng này là ruộng của anh hay là của Hải đâu? Anh Hải. Hải đấy. À, của anh Hải à? Vâng. Thế là hôm trước anh đi Hà Giang là gạt chưa cái này? Chưa, vừa nhà vừa ra mà. À. Là về đến nhà là vợ gạt hết rồi. Vâng, gạt hết rồi. Bây giờ là anh ấy vác đấy, không mang lên trên nhà nữa. Vâng. Úi ôi, ở đây có cây ổi nhiều quả thế. Đây. Anh em. Quả ổi to lắm các bác ạ này. Nhưng mà ổi này chả thấy ngọt mấy. Ổi này không ngọt nhỉ? Ừ, không ngọt đâu. Đấy. Khi mà gạt lúa xong thì anh sẽ phơi rơm cho nó khô, sau đó thì mới bắt đầu là mang về nhà cất để cho con trâu ăn. Anh Báo thì là một người rất là chịu khó, làm đủ mọi thứ, lo cho người em của mình, không bao giờ phải suy nghĩ là mình đi như thế thì gia đình mình sẽ nhờ vào ai. Mặc dù là đi, kể cả đi ở với người em ấy, là ở nhà sẽ mất rất là nhiều việc. Đấy, từ những cái công việc nặng nhất thì anh cũng không thể nhờ được ai khi mà anh ấy đi như vậy. Nhưng mà anh cũng không oán trách, không nói người em của mình một câu nào cả. Anh đi như thế thì vợ anh có nói anh là đi giúp anh Hải nhiều quá không? Nó có bao giờ nói không? Nó có nói mà. Hả? Không nói. Không nói đâu à? Vâng. Em là sợ anh đi nhiều ấy thì là vợ anh lại nói là gia đình mình thì không lo, lại đi lo cho Hải nhiều quá thôi. Không nói mà, không nói câu nào. À, không nói đâu đúng không? Vâng. Chứng tỏ
anh là lấy được một người vợ rất là tốt tính đấy. Nhiều lúc là anh nói thì vợ anh còn không cho nói cơ. Vâng. Nhiều lúc anh báo anh nói anh Hải thì là vợ anh còn không cho nói. Vâng. Nó bảo là mình làm điều bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. Đừng nói nhiều nên nó bắt thì mình làm không hết mình thì nhỉ đấy. Vì nhà không nói nhiều đâu thế. Đấy, có thể nói là một người anh tốt nhất Việt Nam. Làm tất cả mọi thứ thì là lo cho người em của mình. Mặc dù là con cái của anh Táo thì là còn rất là nhỏ. Con trai út thì năm nay mới chỉ được một tuổi thôi. Hơn một tuổi. Hơn một tuổi một tí. Hơn một tuổi một tí thôi. Còn con gái thì là được hơn 3 tuổi. 3 tuổi hay 4 tuổi nhỉ? 5 tuổi rồi. À 5 tuổi à? Vâng, 5 tuổi năm nay. Buổi sáng thì là anh sẽ đưa con của anh Hải và con của mình đi học. Vâng. Đi học về thì đến buổi chiều có phải đi đón không? Đón chứ. Cũng được. 3 giờ 3 rưỡi đi đón này. 3 rưỡi là lại phải đi đón. Vâng. Đi học xa mà, con của Hải đây. Con của anh Hải đi học xa à? Vâng. Thế là đi như thế là không tự về được à? Không tự về được. Thôn của mình đi hai quang thôi mà. Đi xa lắm à, thôn của mình đi hai người thôi. Đi hai người thôi, đi dưới xã. Mấy đứa lớn là chuyển sang học ở xã. Vâng, chứ là học đến học hết lớp 2 là lớp 3 là chuyển sang xã. Chuyển sang xã ở dưới này vâng. Đi gần nhỉ? Vâng, gần đấy. Anh em tự đi được. Vâng. Cái mía này là của nhà anh trưởng thôn à? Không, của nhà anh trưởng đấy. À. Thế ruộng này là ruộng của nhà anh đúng không? Vâng. Cái nương ở dưới đây cũng phải nương của Hải đây. À, nương ở dưới này là của anh Hải à? Vâng. Có mỗi một thửa này thôi à anh Pháp? Đây là một thửa này thôi. Đây bên kia một tí. Đã chiên. Bên nhà. Và đây anh có lấy thuê làm không? Thuê cày không? Không. Tự mình cày hết? Mình cày hết rồi. Đấy, ở đây là từ cái khâu giai đoạn đầu tiên nhất là phải cày ấy thì mới trồng lúa được. Là anh Báo anh không dám dùng máy cày thì anh chỉ dùng con trâu để anh cày thôi. Là con trâu thôi. Con trâu duy nhất thì được trước khi mà chị Sáu lên trên này chia sẻ về hoàn cảnh của anh Hải thì lúc đó là mới chỉ được hơn 60 triệu thì anh Báo bảo là muốn là có một ngôi nhà cho người em của mình để ở thì anh Báo cũng bán con trâu của mình đi được 24 triệu. Sau đó thì anh cũng đi chuộc về được các bác Mạnh Thường Quân là gửi tiền về. Sau đó thì anh đi chuộc lại con trâu là mất 24.500.000. Vâng. Thì con trâu đó đã thuộc về gia đình đến bây giờ. Đấy, cùng với cả anh Táo là làm đi cày ruộng đấy, đi cày nương. Khả năng là em nghĩ là đợt sau mà anh đi Hà Giang này về là lại giảm mấy cân đấy nhỉ? Không biết được. Chứ là dạng đấy. Ăn cơm, mấy hôm nay toàn ăn, thấy anh ăn một bát. Anh ăn cơm anh phải cố ăn nhiều vào. Là mình cứ ăn một bát là cũng ngon rồi. Ừ, ăn một bát anh đi làm việc cả ngày thế này thì sao mà anh béo được. Mình cũng sẽ ngày, một ngày là mình cũng có ăn cơm buổi trưa được. Con cơm buổi trưa á? Là có ăn đều mà. Thế một ngày anh ăn hai bữa à? Hai bữa thôi. Ba bữa cũng là ít ngày, ít ngày ăn. À. Ở bên này thì là bà con ở đây là gặt sớm hơn. Chỗ của vợ chồng cháu thì là mới bắt đầu là gặt thôi. Cái này chưa khô hẳn lấy về nó chả mốc à? Chưa khô hẳn đâu. Thế là chưa khô hẳn nên lấy về là nó mốc ấy, sợ mốc ấy nhỉ? Ừ. Mốc con trâu cũng không ăn mà. Ừ.
Chắc là ngày mai ngày kia vá một ngày hai ngày xong đấy. Ở quê thì là chả biết đi làm cái gì để kiếm được ra tiền đấy các bác. Ngoài những cái công việc đi làm ruộng, làm nương, làm rẫy như thế này ra thì cũng chả biết đi làm cái gì thật. Đấy. Khi mà con đòi đến tiền thì không có tiền lại mang thóc mang gạo đi bán. Đấy, nuôi được con gà thì lấy con gà đi bán. Tí là vác đi để đâu hả anh Báo? Để trên nhà cũ đây. À, để trên nhà cũ của anh à? Vâng. Cái này chứ khu hạng này chứ là vá. Cái này đi đây. Ngày nào nắng ấy. Để nó nắng đó nhỉ? Để nắng đấy. Để nó nắng vài hôm đó, xong là khô hẳn đó. Vâng, khô hạng đấy. Về lại bị mốc. Vâng. Một mình có vác được hết không? Chắc là hết. Mấy cái, chắc là 10 cái vác hết. Anh không vác được 50 cân đâu nhỉ? Không vác được đâu, chỉ có là 40 cân. À. Vợ anh có vác được 50 cân không? Hả? Vợ anh có vác được 50 cân không? Vác được đấy. Được hả? Đó. Hey, vợ anh khỏe hơn anh nhỉ? Sáng nay nó bảo là nó đi khuyên mình, đi hủ người ta gà lót nó bị vá, mình bảo là mình vam vấn đề mình xuống dưới đây là tí mình lấy một tí cọ cho chợ mình xuống vác đi. Bây giờ là vác cái này đi xong lại để đi cắt cỏ cho con trâu, cắt cỏ. À, đến giờ là sẽ đi nấu cơm cho anh Hải. Anh Hải đi bây giờ chắc tự nấu cơm được ăn thôi, tự nấu cũng được mà. Không là anh đi làm việc cả ngày anh về anh lại nấu cơm cho ăn nữa thì mất lắm. Bây giờ anh ấy cũng đỡ rồi, anh ấy cho anh ấy tự tự giặt quần áo này, tự nấu cơm, tự rửa bát này. Vâng. Ui, nặng hết. Chưa khô, vẫn nặng được. Không lấy ba đi à? Không lấy, tí mình mới cắt cỏ đây. Tí lại xuống đây cắt cỏ đúng không? Xuống đây cắt cỏ. Chưa khô hẳn nên là cũng nặng phết đấy nhỉ? Không khô hẳn được. Công việc của anh Báo là rất là nhiều hơn các bạn ạ. Làm chẳng bao giờ biết hết. Tại vì anh sẽ làm công việc của hai gia đình. Ruộng của anh Hải thì là anh Báo là làm hết nhỉ? Mà là hết. Dùng đây là không có nữa là làm hết cũng không được bao nhiêu đâu. Đấy. Đây là phải đợi bao giờ trời mưa thì mới trời mưa mới làm. Có nước để làm. Mà để ở trong nhà này để phơi khô và tới nay sẽ mang đi để ở cái nhà mới của anh ấy. Vâng. À, thưa các bác anh chị, là hôm nay thì cháu lên cũng muốn chia sẻ về cuộc sống công việc hàng ngày của anh Hải, anh Táo cho các bác anh chị cùng nắm được. Và thước phim của cháu hôm nay chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi, bây giờ cháu sẽ di chuyển đi về thôi các bác ạ. Cháu kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Xin chào các bác nha.